Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin tức cốc bóng đá 24 giờ hôm nay. Nhận định bóng đá Thái Lan với Myanmar. 19 giờ 30 phút ngày 11 tháng 12 giờ China tiếp trụ tài. Đây là thông tin cập nhật trên tạp chí Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Buộc phải thắng nhưng Myanmar khó lòng làm nên chuyện trước Thái Lan, nhất là khi đội bóng xứ chùa vàng có sự phục vụ của Messi Thái China tiếp. Điều quan trọng nhất với một đội bóng lớn có lẽ là giành chiến thắng chứ không hẳn là tỷ số đậm trong những thời điểm khởi đầu mùa một giải đấu. Thế nên thắng lợi 2-0 trước Timor Leste đã hoàn thành mục tiêu trên của Thái Lan. Đoàn quân của ông Mano Polkin không tạo nên kết quả đậm đà như giới mộ điệu tiên đoán và họ cũng không nhất thiết phải thắng đậm. Mục tiêu của đội bóng giàu thành tích nhất ở Đông Nam Á này trước Myanmar cũng không gì khác ngoài 3 điểm trọn vẹn. Bên kia chiến tuyến, Myanmar cũng phải hướng đến một trận thắng nếu không muốn bị thất thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, đây là một trận đấu được dự báo chênh lệch về trình độ chuyên môn khá lớn. Khát vọng vươn lên để trở thành đội bóng hàng đầu Đông Nam Á nhưng Myanmar vẫn cho thấy chưa có sự tiến bộ nào đáng kể. Những khó khăn do tình hình chính trị, giải vô địch quốc gia bị hủy trước ảnh hưởng của COVID-19 đã tác động đáng kể để quá trình chuẩn bị nhân sự của huấn luyện viên An Toàn Hay. Chuyến tập huấn kéo dài ở Thổ Nhĩ Kỳ dường như cũng không mang đến kết quả chuyên môn khi các quân xanh đều có chất lượng rất thấp, ngoại trừ đối thủ Indonesia. Có thể thấy, những ngôi sao được trông chờ như Miak Ca Ứng Khăn, Win Na In Tun chưa tạo sự đột biến lớn về chuyên môn. Nói một cách khác, Myanmar cũng chỉ có trình độ trung bình của Đông Nam Á, cũng giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhưng Thái Lan ở một vị thế khác hẳn so với Myanmar. Đây là đội bóng hàng đầu Đông Nam Á, giàu thành tích nhất với 5 lần lên ngôi vô địch và đến với AFF Cup 2020 với tư cách là một trong những ứng cử viên đăng ký nhất cho ngôi vị cao nhất. Trong trận đấu này, Thái Lan sẽ có sự phục vụ của Thira Thờ Ơn và Chanh Thiếp sau khi được các đội bóng của Nhật Bản cho phép trở về phục vụ màu áo quốc gia. Rõ ràng, đội bóng xứ chùa vàng đã mạnh sẽ còn mạnh hơn trong cuộc đối đầu này. Gần như chắc chắn, huấn luyện viên Mano Polkin sẽ tung bộ đội này ra sân như một cách tìm sự kết dính để chuẩn bị cho chặng đường trước. China Thiếp hiện đang là một trong những cầu thủ được đánh giá cao nhất của Thái Lan. Anh có thể chiếm một vị trí chính thức tại câu lạc bộ Sapporo thì không có lý do gì để đánh giá thấp trong màu áo của tuyển xứ chùa vàng. Chắc chắn, sự góp mặt của Messi Thái sẽ giúp cho tuyến giữa của Thái Lan mạnh mẽ, sáng tạo hơn rất nhiều khi China Thiếp là một chân truyền cừ phách và cũng là một cây săn bằng siêu hạng. Một khi China Thiếp phô diễn, Myanmar khó cưỡng lại trận thua. Đội hình dự kiến: Thái Lan, Cát Chay, Tôn Bị, Thê Ra Thờ Ân, Sarach, Narubadin, Tristan Yo, Thị Ti Phận, Phi Ti Oát, China Thiếp, Su Ba Chóc, Đan Đà, Mima, Mai Ông Minh Lách, David Ết Tân, Win Kio Me, Hành Phi Âu Win, Mon Mon Win, Luyên Mê Ung, Miat Ca Ứng Khăn, Win Na In Tun, Mon Mon Win, Suan Lam Mang, Hành Ít Tích Ung. Dự đoán kết quả: trận này Thái Lan thắng Myanmar 3-0. Bản tin bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video gốc bóng đá 24 giờ. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức bóng đá mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.